Sữa là dinh dưỡng thiết yếu vô cùng cần thiết đối với tất cả chúng ta. Tuy nhiên hiện nay, trên thị trường sữa và sản phẩm dinh dưỡng giả kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều, khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang. Vậy làm như thế nào để giải được bài toán này? Với nhiều năm đồng hành cùng người tiêu dùng trong vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, hộ kinh doanh sữa tốt FT.com là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ uy tín và chất lượng. Tại đây, người tiêu dùng sẽ được mua và trải nghiệm những sản phẩm được nhập trực tiếp từ các nhà máy sản xuất trong và ngoài nước, cam kết 100% sản phẩm được kiểm soát chất lượng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Cửa hàng sữa tốt luôn quan tâm tới khách hàng và đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Chính vì vậy, cửa hàng cố gắng đem đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất đến tay khách hàng và ước mong là sữa tốt ST sẽ trở thành điểm đến đáng tin cậy cho tất cả mọi người. Sữa tốt ST đang triển khai thêm một số cửa hàng nữa, đồng thời sẽ cập nhật thêm những sản phẩm mới để khách hàng được có nhiều cái lựa chọn hơn. Trước ma trận các loại thực phẩm dinh dưỡng kém chất lượng như hiện nay, người tiêu dùng cần phải tỉnh táo để tránh mang những hiểm họa về sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chính vì vậy, việc tìm và chọn những đơn vị cung cấp sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, uy tín như hộ kinh doanh sữa tốt ST.com là điều vô cùng cần thiết.